Dạ, Trung xin kính chào quý cô chú anh chị với khán giả đang theo dõi trên video của Hoàng Trung TV. Thì hôm nay Trung đến đây để thăm lại anh Lộc, và Trung cũng xin nói thêm về danh sách cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ thêm cho anh Lộc khán quý cô chú anh chị. Ban đầu thì Trung cứ nghĩ là anh Lộc sẽ không có ai giúp đỡ, và nếu mà có giúp đỡ thì chắc có lẽ cũng là một số tiền rất là ít, tại vì khi đưa tải video clip lên á, thì có một chú Mạnh Thường Quân hứa giúp đỡ thôi, nhưng mà không ngờ chú cũng như là từ chối. Và sau video clip đó, hiện tại Trung cũng đang nhận được một số tiền cũng khá là nhiều của quý cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho anh Lộc. Và đầu tiên nhất ở đây thì Trung cũng xin cái đọc danh sách của cô chú hiện tại đã giúp đỡ cho anh Lộc hắn. Thì khi hôm trước á, Trung có đọc danh sách là chị Cao Thị Hồng Diễm ở Đức, thì Trung cũng xin lỗi là Trung đọc sai tên, là không phải là tên Diễm mà là tên Nguyễn ha. Thì hôm nay Trung cũng xin đọc lại danh sách cho đúng. Xin cảm ơn đến chị Cao Thị Hồng Nguyễn ở Đức có giúp đỡ cho anh Lộc là 15 triệu đồng. Và hôm nay thì Trung cũng có nhận thêm một Mạnh Thường Quân có giúp đỡ cho anh Lộc nữa là chị Tina ở Mỹ cũng có giúp đỡ cho anh Lộc là 9 triệu 400 ngàn đồng. Và hiện tại số tiền Trung nhận được để làm một cái căn nhà cho anh Lộc, tổng số tiền là 24 triệu 400 ngàn đồng. Nhưng mà không có dừng lại ở đây, hiện tại thì cũng còn Mạnh Thường Quân nữa đang gửi tiền. Hiện tại thì cũng được chị Hương cũng đang gửi cho anh thêm một số tiền nữa. Với lại thì về vấn đề đất ở đây của anh Lộc á, thì mẹ của anh cũng có đi hỏi bên ấp, thì có nói là đồng ý cho xây nhà, vì đất này đất của nhà nước rồi, gia đình cũng đã được xây căn nhà trên mảnh đất này rồi. Nhưng mà vì Trung cũng muốn làm xin hỏi rõ về xây nhà đó, để sau này tránh trường hợp tranh chấp này kia. Thì thứ hai này thì Trung cũng mới đi làm việc bên xã, xong thì mới tính đến việc có thể xây dựng nhà như thế nào cho anh, và còn thêm đợi Mạnh Thường Quân gửi về đủ tiền nữa thì Trung sẽ tiến hành. Đó thì cũng cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có đã gửi tiền á, nhưng mà chưa thấy làm á, thì Trung cũng xin thông báo là hiện tại thì đang đợi thêm thời gian nữa. Những giấy tờ về đất đai hợp lệ với lại tiền cô chú Mạnh Thường Quân gửi về đủ rồi bắt đầu sẽ tiến hành. Thì vì lý do là anh Lộc thì cũng không mấy gì rành á, thì anh cũng không có đi lên xã phường để mà làm việc, cho nên thì Trung sẽ thay mặt ảnh và đi làm giúp anh Lộc luôn. Và ngày hôm nay thì Trung cũng đến đây để thăm lại anh xem cái hôm nay anh có đi làm gì không hắn cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị cùng với Trung để vào trong thăm anh Lộc hắn. Đây thì miếng cao su mà che tạm bợ của anh Lộc. Ồ, dạ, chào anh Lộc. Dạ, chào với anh ạ. Đang làm gì anh Lộc? Đang làm chuồng gà. Đang làm chuồng gà ha. Dạ. Được mấy con gà mà làm thấy làm chuồng hoài ha Lộc ha? Được 4 con á. Gà của anh ta gửi. Dạ. Dạ thì hôm nay thì cũng tính ra bữa giờ đó. Dạ. Sau khi mà chia sẻ với anh Lộc một cái thông tin khá là buồn, ngày hôm nay thì cô chú Mạnh Thường Quân cũng đã gửi một số tiền cũng khá là nhiều rồi đó anh Lộc. Dạ. Hôm nay thì em cũng xin chia sẻ anh Lộc luôn là hôm nay cũng được hơn 24 triệu rồi. Dạ. Cô chú đã giúp đỡ mình đó. Dạ. Chuẩn bị nữa là một cái căn nhà. Theo anh Lộc thấy thì nếu mà là một căn nhà thì trị giá khoảng bao nhiêu là đủ anh Lộc? Cái đó em cũng không có biết nữa, mấy anh chứ em cũng không mấy gì biết câu vụ đó. Dạ hả? Dạ. Từ đó giờ là có bao giờ, hồi lúc mà nhà mẹ của anh xây dựng đó, tốn bao nhiêu tiền anh có biết không? Dạ không biết luôn á. Cũng không biết luôn. Dạ. Thật sự anh nói chung là không có hiểu biết nhiều về hồi lúc đó anh học lớp mấy nghỉ vậy anh Lộc? Không có học luôn nữa. Hả? Đâu có học đâu. Rồi vậy là anh có biết chữ không? Thầy đâu biết chữ đâu. Nói chung là số thì mình biết. Dạ. Mà nhiều quá, số nhiều quá mình cũng không mấy gì gành nữa. Rồi anh không biết chữ rồi làm sao anh bấm điện thoại nghe nhạc được? Thầy mình cứ coi học theo vậy, mình cứ bấm vậy. À. Rồi đâu con gà đâu, nãy giờ làm sao anh Lộc? Con gà cái con là. À. Mấy con gà mà để vô bao rồi anh buộc anh đang làm cái lồng để cho nó đẻ hay sao? Dạ, để cho nó đẻ. Gà này sao giống gà trống quá vậy?
Thì gà trống người ta gọi, mình có gà mái người ta gọi, ôi con mình gọi á. Dạ. Rồi anh Lộc vui dữ không? Khi mà nghe là hiện tại đó là với cái số tiền mà không nghĩ nghĩ tới luôn á. Vui á. À, anh Lộc quay qua đây nè Lộc. Rồi vui á. Thêm nữa là hiện tại không chỉ bao nhiêu, hiện tại cũng còn thêm Mạnh Thường Vân cũng đang gửi về cho anh nữa. À. Để cho mình sẽ chuẩn bị làm, nhưng mà vấn đề ở đây á, em sẽ nữa đi em ngày mai thứ hai á mới lên xã để xin phép này kia mới được. À. Bữa thì mẹ anh cũng có đi trưởng ấp á, thì cũng có nghe đồng ý, nhưng mà em có liên lạc với xã rồi. Dạ. Thứ hai mới làm việc được. Hay không? Dạ. Còn hôm nay anh Lộc mới mua cái này là cái gì anh Lộc? Cái lồng chuột á, tính đặt chuột á. Ồ, cái này anh mua hết nhiêu tiền hả? Đó hết 120. Cái này tính ra anh Lộc anh có tiền, anh cũng biết đầu tư ha. À. Bữa giờ rồi cái này là đi đặt bữa nào chưa hay mới mua về? Mới mua về sáng á. Tại làm chỗ rồi hết trơn tính đi đặt á. À vậy xíu nữa anh Lộc có thể đi đặt chuột cho bà con xem đi. À. Tại vì cô chú anh chị cũng như là quý khán giả ở nước ngoài thì ít thấy cái cảnh đồng ruộng như thế này. Dạ. Rồi bây giờ vậy anh Lộc mà áo vô đi anh Lộc, em để em gắn cái mic để dễ nói chuyện hơn. Thường anh Lộc ở nhà anh hay ở trần vậy hả Lộc? Trần vậy anh chịu không nổi vô này nóng quá. Tại vì miếng cao su quá hăng. Dạ, miếng cao su nóng quá. Dạ. Trời ơi, đây có hai con vịt. Vịt này là vịt sim hay vậy? Vịt sim đó. Rồi anh nuôi được hai con. Nó cho nó cắn chết một con nữa. Rồi anh nuôi vậy là anh để không có sợ chuột cắn hả? Không, không, mình tối mình bắt nó vô trong. Dạ. Vô trong cái lồng đó đó cho nó ngủ. Ừ. Rồi bữa giờ là anh cũng hay đi đặt chuột hay sao mà anh biết anh mua mấy cái này về? Hay mình đi coi đường trước rồi thấy có chuột rồi mình đi mua, có tiền mình đi mua luôn. Anh đi coi đường nữa hả? Dạ, coi đường. Cái đó là sao hả? Coi đường, đường mòn nó có chạy không? Ừ. Nó chạy mình bắt đầu mình làm cỏ. Dạ. Mình làm cỏ cho sạch chỗ mình đặt đó, bắt đầu mình lấy sình móc lên. Vậy là nãy giờ là hôm qua là anh có đi coi đường rồi. Dạ, coi rồi. Cho nên là anh mới đầu tư là hết 100 mấy ngàn để anh mua mấy cái lồng này. Dạ. À. Cũng là anh Lộc cũng khá là giỏi ha. Chuyện đồng áng là anh Lộc giỏi dữ ha. Chứ mình không có tiền thì mình cũng không được xây xỏ gì được. Có tiền thì mình gắng xây này xây cái kia. Dạ. Vậy là hết tiền chưa? Chắc mua bữa hết tiền rồi hả? Còn được mấy chục ngàn á. À, cũng còn mấy chục ngàn ha. Dạ. À, bây giờ sáng giờ anh ăn uống gì chưa? Đó, mua thịt á. Anh mua thịt hả? Mua thịt với mắm đó, bậm lại. Này là cơm hả? Cơm ở dưới thịt. Rồi cái này thật sự là nhà anh Lộc chế theo cái kiểu là bắn dây để mà đồ ăn. Mắm á. Ông bầm bữa hổm á, bầm lại cho nó nhuyễn, bắt đầu hấp á. Cái này lên làm ơn hay gì? Làm ơn á. Rồi, quá giỏi. Rồi cái này món đó, gì? Thịt kho đó, kho hột thịt chiếm qua ăn còn bắt đầu kho. Món này là món thịt rồi kho với trứng hả? Thịt kho trứng, đã trứng nó còn dư đó. Rồi bắt đầu mình bỏ uổng mình kho chung luôn. Ủa sao mình không có kho cái trứng mà để nguyên nguyên trứng này mà mình làm cho nó bể ra anh Lộc? Đợi, bữa hổm mình ăn hột vịt đó, rồi dạ. Bắt đầu nó còn dư á, mình bỏ nó sợ nó phí. Bắt dạ. Đầu mình mua thịt heo gì bắt đầu mình đập chung, mình trộn chung luôn. À. Mình kho cho nó chung luôn. Rồi bây giờ thì có thể anh Lộc phải chuẩn bị đi chưa? Chuẩn bị đi đặt cái chuột chưa? Đi đặt á. Ờ vậy thôi đi, có thể em đi em quay quá trình anh Lộc ha, để cho quý cô chú anh chị cũng như quý khán giả gần xa để xem anh Lộc sẽ đi đặt chuột như thế nào. Ăn thức ăn thức này ăn là với lúa à, trộn chung vô. Bây giờ là cái mấy cái này là giống như là thức ăn của chuột ha. Ừ. À thì mình cả nhà cùng đi xem Lộc ha. Khi trước anh không có gì ăn, anh Lộc thường đi lụm ốc về ăn hả Lộc? Rồi đi lụm ốc với vịt ăn mớ, mình ăn mớ. Rồi bây giờ nước nhiều quá, mò cũng không có cá tôm nữa. Dạ. Giờ không có tiền thì đi kiếm mua lồng mình về đặt. Dạ.
Ở đây cũng cỏ này nhiều quá Lộc. Ừ, cỏ này nhiều lắm. Vậy là tính ra đã đi quan sát đường mòn rồi mới dạ. Biết là có chuột đó, có chuột, chuột đường mới... chuột nó chạy mình. Nó mình cứ thế mình cứ đặt vậy nè. Dạ. Ồ. Đồ để lú ở trên đó luôn hả? Dạ, để trong này luôn. À. Cái nào nó ăn thì nó chạy vô. À. Rồi bao nhiêu cái lồng này là đặt ở được mấy con chuột? Hôm nay mình cũng mới đặt một cái lồng đó thì nó dính một con. Dạ, khi nó nhỏ mình... thì nó chạy vô 2 con, 3 con cũng chừng. Ồ. Có 2 con, 3 con luôn hết Lộc. Dạ, mà vừa vừa. Vậy? Wow, ở đây khá là cỏ ha, mà cũng có cỏ. Con chuột. Đây là cái công việc thường ngày của anh Lộc ấy, quý vị khán giả. Thì ngoài công việc anh đi làm về thì anh có thể kiếm thêm những con chuột hay là đi kiếm cá, ốc này kia. Ngày xưa anh có đi làm những cái nghề này không anh Lộc? Có. Ngày lúc mà anh cũng mấy em của anh còn nhỏ đó anh Lộc. Dạ, mình cũng đặt với dạ. Lúc đó con ấy nó còn mình làm được thì mình đi đặt cái thải lên già cả rồi. Rồi nó là rồi đi, phần hả, phần ổng yếu rồi mình đi đâu mình làm đâu cũng không có được nữa. Dạ. Chỉ đặt cái kiếm đồ ăn á. Dạ. Đấy là chỉ chắc qua bên đây đặt. Mấy người em của anh có biết làm những điều này không? Dạ không đâu. Sao không có dạy anh Lộc hồi lúc mà còn hơi còn nhỏ đó? Đấy, mình cũng không có thường xuyên dạy nó nữa, nó dạy nó cũng không biết, chắc nó cũng có làm không mình cũng không biết. Đó giờ anh Lộc cực khổ vậy, anh Lộc đi làm nhiều việc vậy nha, anh Lộc có dẫn mấy em đi theo làm không? Không đâu, mình đi làm bên không à. Đi con mình anh thôi. Dạ. Trời ơi, anh thương em dữ à, cho em ở nhà không luôn. Rồi đi kiếm bao nhiêu tiền này là tất cả về để lo cho em hết luôn. Đi làm không chỉ đâu, mình gánh được gánh, gánh không được thì mình không có gánh nữa, nghỉ gánh rồi. Hồi đó còn trẻ gánh nổi, bây giờ gánh hết nổi rồi, sụp lên chung. Gánh là kiểu như là anh mình gánh mấy người em của mình đó hả anh Lộc? Dạ. Này chắc khó đi quá anh Trung ơi. Rồi anh nói nhà ở đây là nhà của cũng bà con của anh Lộc hả? Không, cũng lối xóm. À, rồi dây điện này là câu điện từ từ bên cái cột kia á. Cái cột cái nặng á. Đi chung đường dây hả? Đi chung đường dây này nè, ba đường dây đó, ba nhà đó. Anh Lộc anh cứ đi đặt đi, cái nào mà được anh đặt đi, anh em đứng ở đây được rồi. À, cô chú anh chị thấy xung quanh đây toàn là những cái cây cỏ rồi hồ, để người ta nuôi cá với lại những cái hồ này phía trước á, thì người ta cũng hay nuôi tôm hả quý vị khán giả? Mà tại trong đó khó đi nên để cho anh Lộc đi qua đó thôi. Anh có tiền thì anh cũng biết mua mấy cái đồ để anh đi kiếm chuột. Dạ cho em xin chào chị. Xin hỏi chị tên gì hả chị? Tôi tên Phượng. Dạ, nhà của chị là ở đây hả chị? Dạ, kế bên đó nhà đó. À, đây quý vị khán giả. Thì hàng xóm của anh Lộc ha. Thì chị sống ở đây đó thì cũng bao lâu rồi chị? Tôi mới xuống năm 2016 á. 2016 xuống cắt nhà ở đây nè, tại vì tôi đi Bình Dương làm cũng cả chục năm rồi, cái tôi xuống cắt ở đây từ năm 2016 đó, tới giờ đó. Tính ra là 6 năm. Dạ. Rồi chị ở đây á thì chị thấy cái cuộc sống của anh Lộc như thế nào hả chị? Thấy nó khổ lắm, kệ đi chú giúp đỡ cho nhà nó tôi cũng mừng nữa. Dạ. Chứ thấy nó cũng khổ, nó đi làm xe cát hay gì đó ngoài biển gì cực khổ lắm, chứ chú cho nhà tôi cũng cảm ơn. Tại vì nó ông già ghẻ, ông cứ chửi bới, ông cứ đuổi hoài, rồi thấy cũng tội.
ông chửi nó hoài. Dạ. Ổng thì ổng mấy gì đầy hột á, rồi khi ổng lúc nào cái ổng đuổi xô nó, rồi tôi mới nói trời ơi cái nhà này không có một thằng Lộc nó chuyển đồ vô ổng cắt rồi mới sợ. Ổng bệnh đó, rồi có thằng Lòi này nó chuyển vô, rồi thằng kia cũng vậy, nó cũng ấy, nó cũng giống như ba đó, nó không có thứ biết thương anh nó đâu. Nhưng mà theo cái chị thấy á, căn nhà của cũng như là cha ghẻ của anh Lộc á, tất cả là anh Lộc lo rồi. Nó đập ha, cái tường mặt tiền nó đập hết trơn, rồi cột rồi tôn nó thụt hết trơn. Nó làm hết trơn, làm vừa xong cái đầu chuyển gạch chuyển tôn vô, nó cũng phụ làm với mót đó. Rồi làm rồi được mấy tháng cái đầu mót với ổng đuổi nó ra. Trời. Trong khi đó lúc ở nhà khổ thì không có chạy, chắc có lẽ là thấy căn nhà cũng như mình là nó sợ thằng này dành như nó sợ thằng này dành cái đầu nó nói cái nhà đó nữa ba má nó chết là thuộc quyền của nó. Nó sợ thằng này dành. Trong khi đó thì không có nghĩ là thời gian người ta giùm chuyển đồ nhỏ, hồi lúc mà còn nhỏ đó anh Lộc nuôi nó đi kéo lá cái gì tôi cũng không biết vậy. Dạ. Tôi qua đây cũng hai mấy năm mà tôi gặp con chồng tôi 22-23 năm rồi đó. Nó đi kéo lá lúc nó còn nhỏ nhỏ, mối cẩm tiên nó còn nhỏ nhỏ, đi kéo lá nuôi em nó đó. Dạ. Ổng đâu cũng còn khỏe lúc đó, ba ghẻ nó cũng còn khỏe, má nó cũng còn khỏe. Dạ. Thời trước thì ổng rồi đi gánh nước mướn cũng thấy cũng tội lắm. Dạ. Thời đó đâu có phải nước lọc truyền vô như bây giờ đâu. Dạ. Đi bơm khoan tẹt đó, bơm gánh từ đôi, từ nhà ai kêu nó gánh mấy đôi thì ổng đi gánh mấy đôi vậy đó. Dạ. Thấy cũng tội nghiệp ổng, nhưng mà có cái tới cơn ổng không đủ giờ nào cũng đủ. Nhưng mà cái hôm bữa em cũng có trò chuyện cùng với chồng của chị á, thấy ảnh cũng là rất là thương anh Lộc. Khi hỏi về anh Lộc kiểu như là cũng như là ảnh rất là xúc động, ảnh muốn khóc luôn á. Và chắc có lẽ là ảnh chứng kiến nhiều về cái lúc thấy, mà thấy anh cảnh Lộc... thấy cảnh là khổ quá. Dạ. Lúc mà ổng đuổi ổng lấy quần áo gì dục của nó thấy cũng khổ. Lúc đó là chị cũng như ở gần đây chị ở gần đây, rồi tôi người ngoài đâu dám xen vô bất công cha con ta thận cái mình bề ấy nữa, mình bích lòng nữa. Đâu dám xen vô đâu. Rồi lúc đó là dục đồ của anh Lộc ra ngoài luôn hả? Dục ra ngoài, mấy chị mới nói Lộc ơi, em che một cái chòi đi, cái xu hay là lá gì, một cái chòi che một cái vạt ngủ đi. Rồi để cái lu nước nấu cơm là mình sống khỏe, không có liên lụy, không phiền lụy gì ai hết trơn. Dạ. Cái Lộc mới nghe lời, nó làm cái cây xu á, nó làm, thím nói đúng đó, con che cái. Vậy là chắc anh... bữa là khi mới đuổi là chị cũng qua đây, chị cũng có phiên nói Lộc qua bây giờ đừng ở chung với nó nữa, giờ em che cái chòi lá hay là cây su đó, em ở riêng đi, của mình ở, mình ăn muốn ngủ của mình. Dạ. Không ai phiền phức hết trơn. Dạ. Ra nó nghe lời cái nó mua cây su nó làm mà ở tới giờ mấy chú thấy mới xuống. Dạ. Rồi thêm nữa thì cũng có nghe nói là anh Lộc á, anh cứ hay khóc một mình nữa ha. Thấy khóc rồi. Là cũng như là nó thấy cũng như là người ta nhà cửa đàng hoàng ổn định hết trơn, còn nó ba mấy 40 tuổi mà chưa có nhà cửa đàng hoàng, cha mẹ thì cũng như là bả thì ổng không được bình thường, còn bả thì làm suốt làm về nuôi mấy đứa này. Ở trong khu này á, em thấy khá là ít căn nhà, chỉ có mấy hộ thôi hả chị? Ba hộ, cái đó hộ đó riêng là ít, có ta tới lui lắm, có ba hộ này. Rất là quắn luôn á, trong tới xóm này hả? Ở đây là nhà nước cho đó, hồi đó cũng khổ, đâu có đất đai gì. Dạ. Vợ chồng tôi con còn nhỏ nhỏ đi làm mướn khắp xứ á. Dạ. Làm mướn xứ nào cũng đi hết trơn á, rồi bây giờ con nó lớn nó có làm thì đỡ chút. Dạ. Thì nói chung hôm nay em cũng xuống á, thì bữa đó có thông báo là có Mạnh Thường Quân giúp đỡ, nhưng mà rồi Mạnh Thường Quân cũng từ chối đó. Ảnh buồn quá trời, ảnh... khuyên tôi cũng là... khuyên đấy mày Lộc coi mày bớt nhậu đi. Dạ. Ta sắp cho nhà rồi đừng có nhậu, nó nói con buồn quá thế mà con nhậu cho đỡ buồn. Dạ. Nó nói vậy đó, thấy cũng tội nghiệp. Dạ. Nó nói vậy đó. Dạ rồi thì thôi em cũng xin cảm ơn chị rất nhiều ha. Đây anh Lộc đã đặt xong một cái nữa rồi, anh đang quay trở ra ha. Thì tính ra thì cái công việc cũng như là dưới đây cũng rất là dễ sống. Khi mình không có việc làm thì mình có thể đi đặt chuột hay đi kiếm cá, mò ốc, rồi những cái rau xung quanh đó cũng đủ để mình có thể làm một nồi canh hay là một cái
món ốc luộc hay gì đó cũng đã đủ sống. Là xong rồi đó ha, Lộc ha? Xong rồi, xong rồi. Rồi còn mấy cái nữa, xíu nó đi đặt ở xa hay là sao? Dạ, đặt đường này nè, vô trong, bị trong cổng. Vô trong nữa. Dạ. Vậy là chắc em đi không được rồi. Dạ. Cái này để nữa anh Lộc đi đặt đi ha. Dạ. Tại đường cũng hơi khó đi xíu á, vì khán giả chung chỉ đi theo vài cái đặt cho cô chú anh chị xem. Rồi ở đây anh Lộc có hay là đã giăng lưới không anh Lộc? Này ruộng của anh Tha, giăng không được đâu. Sông nè, ở dưới sông á. Ở dưới sông thì giăng thì ấy gác gến không à. Hả? Gác gến không à, giăng không được đâu, chỉ được mò. Gác nhiều quá hả? Gác nhiều á. Dạ. Chỉ mò mò được. Anh có hay mò cá không? Có. Mò nước cạn cạn mình mò được, bây giờ nước quá trời nhiều mà mò không được á. Dạ. Hồi nãy là anh Lộc có chia sẻ với em là anh Lộc không có gánh nữa, là có nghĩa là sao anh Lộc? Hồi như mình cũng không nói chung không có quan tâm đến nữa. Dạ. Tại vì mình là cũng... trước giờ là anh Lộc đã gánh quá nhiều rồi hả? Quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ anh không muốn gánh nữa. Không muốn gánh nữa. Cái gánh nặng. Ở đây nè Lộc. À, vỏ ốc nè. Cái này là anh ăn rồi mới là cho vịt nữa. Vịt đó, vịt như Lộc ăn mới đó đó. Dạ. Rồi đó đâu có ấy đâu, tính nói đốt rồi dọn rồi không có được đốt nữa. Dạ, rồi chiều nay là anh Lộc có món gì cũng như là có cần làm đồ ăn gì thêm không? Thì không đó, có vậy đó, bắt đầu mình chỉ không lên thôi. Là nấu cơm là dùng rồi hăng? Dạ, cơm còn luôn nữa. Cơm còn luôn, dạ. Vậy là chiều nay là anh khỏe rồi, không có làm gì hết. Dạ. Dạ. Rồi, vậy là mới đặt có 3 cái thôi. Mình đặt 3 cái thôi, còn 6 cái nữa. Mấy cái? 7 cái nữa. 7 cái, 6 cái. Ở đây người ta bán cái nhiêu anh Lộc? Cái 12 ngàn á. Cái 12 ngàn. 12 ngàn, 13 ngàn vậy á. Anh đi đặt chuột gì đó dính về rồi anh cũng có đem bán hay là gì không? Mình chắc cũng nói chung là đặt được nhiều mình đem đi bán. Dạ. Nhưng mà mình làm sẵn á, ai mua mình bán. Anh biết làm chuột luôn hả? Biết. Rồi tính ra là anh Lộc tuy sống một mình vậy thiệt nhưng mà anh rất là sạch sẽ ha. Rồi ban đêm vậy cũng không có đèn đốt gì hả anh Lộc? Nó được, đèn dầu nè. Đốt rồi bắt đầu thấy coi trời có xăng trắng á, bắt đầu mình nghĩ đốt rồi. Dạ. Tới chừng nào nó không có trăng bắt đầu mình đốt. Trời có trăng là sáng, nhà mình sáng luôn hả? Dạ sáng. Anh có đèn pin không? Thì có nè. Má hết đi đổi đèn kia lại sạc, đèn này khó không có đổi đâu được. Cầm. Đèn này khi nào hết pin là mình đem đi sạc. Dạ, mượn má sạc dùng. Dạ. Chứ cũng không có vô nữa. Dạ. Rồi tính ra nồi cơm điện mua trước rồi mà chưa có điện xài. Chưa có, mới mua nồi nữa. Mua nồi gì? Mua nồi son á, mua son 2 cái á. À, anh lấy xem coi cho cô chú anh chị xem. Bữa hổm đi đó. Dạ. Cái bự với cái vừa nè. Dạ. Hai cái. À, vậy là anh lấy cái này anh xài đi. Cái cũ kia mình có thể bỏ lại. Ừ, xài xài uổng. Uổng vậy? Uổng cái này mình. Tại em thấy cái nồi kia quá cũ rồi. Mình có thể sử dụng cái mới để mình nấu cơm. Dạ. Nè, mấy cái này nè, quá cũ rồi nè. Dạ. Cái ngoài cái này đó, chắc có lẽ là không có rửa luôn quá. Cái này chắc cũng rửa cũng hết được cái quá trời rồi. Tại vì nấu đợt đó má còn ở nhà bên bển á. Dạ. Nấu cơm củi không à. Tính ra là cái nồi này là đi theo anh là bao nhiêu năm rồi anh Lộc? Này mình cũng không biết bao nhiêu năm nữa. Chứ mình nói cũng không được nữa, mình đoán cũng không được nữa, không biết bao nhiêu năm nữa. Dạ. Nhiều năm lắm hả anh Lộc? Dạ. Rồi chảo này. Chảo đó, chảo người ta cho nữa đó. Ây dồi. Thôi, từ ngày hôm nay trở đi anh Lộc sẽ chở bước sang một trang mới rồi anh Lộc. Dạ. À, anh đã có từ tình thương từ cô chú Mạnh Thường Quân. Dạ. Đến giúp đỡ mình rồi. Mình hết còn sợ những ngày tháng cơ cực rồi anh Lộc. Dạ. Ha. Dạ. À, thì chỉ thời gian sắp tới thôi. À, mình sẽ có một cái nơi tốt hơn. Với lại có những cái mới nữa, em dạ. Em chưa có thể nói cho anh biết được. Nhưng mà tương lai sẽ rất là tốt. Em cố gắng anh Lộc. Dạ. Mỗi khi mà ở trong cái
căn trời dịch như vậy đó, rồi trời mưa xuống chắc rầu dữ lắm ha Lộc. Mưa rầu ngủ đâu có được đâu, nó giọt hết trơn rồi, rồi cái này mới xin anh ta cho nữa đó, rồi bắt đầu mới cưa ra hai miếng, rồi nó cũng nó đâu có một chiều nó đâu, nó dạ. Hai chiều nó khó nữa, trời dạ. Mưa trời gió cái một nó tuột xuống không, dạ. Rồi kiếm dây chì buộc lại, buộc cái dạ. Gió nó phất nó tuột xuống không. Và bây giờ là em thấy trời đang chuyển mưa rồi đó, chắc dạ. Là tối nay là anh khỏi ngủ rồi rồi hả? Tối nay chắc biết sao đâu, thì mưa lại chắc hết ngủ nữa. Là thường là trời mưa là chắc có lẽ là anh sợ bay mấy cái miếng bạc này đi hả? Ừ, sợ nó bay đi á, bữa hổm nó bay nó tóc gãy cây luôn rồi, trời mưa ẩm ẩm luôn rồi, không đóng có chỗ đâu ngủ, ra đóng trời mưa trời gió ra đóng. Đóng dưới trời mưa luôn? Đóng trời mưa luôn. Mấy cây dao nè với cây búa đóng mưa ẩm ẩm đóng yeah. Ôi lạnh muốn gần chết luôn rồi yeah. Mình không đi ra đóng thì mưa nó tạt ướt hết luôn, hết chỗ ngủ luôn. Rồi những cái giây phút đó có ai thấy anh cái cảnh đó không? Thì chắc cũng không ai thấy đâu chị á. Mày anh có biết không? Họ không gì đâu, rồi mới lấy mới tóc lên mới ấy, mới cầm cây đó lại đàng hoàng. Chắc có lẽ khi mà nhớ tới những cái cảnh là anh dưới trời mưa làm mình vậy chắc tủi thân dữ ha Lộc. Ừ, lại mình ấy mình ơi mình chứ trời mưa trời gió mình cũng không cho bả ra đâu, sợ có cây có cối gì tránh né không kịp, còn mình thì nó hơi đỡ chút. Dạ. Rồi trời mưa trời gió là ai người ta trong nhà người ta cũng đâu có đi ra ngoài chi. Dạ. Đúng không? Thì chỉ có anh ở đây rồi phải chịu cái cảnh này thôi. Thì phải chịu rồi, đóng mới ngủ được chứ không đóng thì nó tóc rồi mưa giọt hết luôn. Dạ. Từ đó giờ anh Lộc có từng đi mua quần áo mới gì không anh Lộc? Có đi đó đi làm được mua được hai bộ đó, rồi được hai bộ mặc biết bao nhiêu năm. Mấy năm rồi? 2-3 năm trời. Trời, có hai bộ quần áo anh có Lộc. Hai bộ không? Mà mặc 2-3 năm luôn. Mặc 2-3 năm mấy cái quần này nó tại ấy đạp rồi á. Mới mua về đạp mặc lâu lắm. Là anh tự đạp hay là sao? Không, người ta đạp á. Mình chỉ mình cái này nó mình không có đạp. Này người ta đạp sẵn rồi nó gách á, bắt đầu mình may. À, anh tự may hả? Tự may mình. Rồi áo anh được bao nhiêu cái áo? Áo thì có 2-3 cái áo đó, áo đó cũng ông ấy cho. Ai cho? Cái anh bên kia cho mà chú Ba bển cho đó, cái áo nhìn đó. Trời ơi. Tôi thấy mày lạnh cho mày áo này nè mày mặc. Dạ. Ở đây chắc có lẽ hàng xóm thấy anh chắc không thương lắm Lộc. Độ người ta cho không á. Dạ. Chứ mà 2 năm trời anh mua có 2 cái áo mặc, 2 áo quần mặc hay làm sao người ta là giống như đồ anh mặc thì cũng như là những đồ mà ta đã bỏ đi mấy lần rồi. Mình nghèo bây giờ sao? Dạ. Có chỉ quần áo mặc cho nó ấm vậy thôi. Dạ. Chứ mình cũng không có đua đòi như mấy người ta. Dạ. Em tính là em mua giường trước cho anh là được không? Anh muốn có giường nằm ngủ trước không anh Lộc? Thôi đi, ngủ cái này vậy thì tạm vậy đi. Dạ. Để chừng nào làm cho nó rồi hết đi rồi mình dọn ra một lần một, bây giờ nó ấy quá. Em thấy cái giường của anh là em sợ sập quá trời luôn á. Không đâu, không có hả? Gì mình mới chêm lên nữa, cái chêm mới là... chêm nữa hả? Chêm nữa. Trời. Sợ nó lún. Mình ngủ tối bắt đầu nó lún xuống. Nó sụp xuống luôn đúng không? Nó sụp xuống. Bắt đầu mới đóng cái tạo bẹt đó. Dạ. Chọi nó lại đừng cho nó lún xuống nữa. Dạ. Rồi sáng giờ anh có đi đâu không? Sáng giờ đi lên uống cà phê mua mấy được mấy cái lồng nữa đó. À. Rồi anh có muốn mua thêm lưới về để giăng lưới không? Ừ, chắc không mua đâu. Mua ở đây đường này giăng lưới không được đâu, chỉ mò được. Chỉ mò cá được thôi. Chỉ là anh biết mò cá luôn. Mò cá, nước cạn mò. Dạ. Được. Dạ. Bây giờ giăng cá giăng không được đâu. Ấy gạt. Rồi bà, nhưng mà cái anh thấy cái nước này cũng rất là dơ rồi, anh tắm thì có bị ngứa bị gì không? Thì ngứa chứ mình cũng chịu thôi chứ. Anh có ở đây có bao giờ anh hứng nước mưa để anh xài không? Thầy cũng chưa, không có cái lưu cái khạp gì hết chứ. Có cái lưu cái khạp gì mình hứng mình để mình xài cũng đỡ. Dạ.
bây giờ là thôi tạm bỡ khoảng thời gian đó thôi. Rồi mình được cái căn nhà lên rồi bắt đầu mình mua lâu mua đồ vậy đó, rồi mình có nước sạch này kia sử dụng hay lọc ăn. Dạ. Rồi sáng đi bộ tới ra tới ngoài luôn đó hả? Sáng đi có gian anh kia khúc cái nhầm bữa đi lội bộ đi 40 mấy đi thôi. Dạ. Buồn ấy mà nó ngủ cũng không được thôi. Lúc này là anh Lộc ngủ không được hay sao? Ngủ không được. Sao vậy? Trời quá trời lạnh nè. Ngủ không được nữa. Không có chăn đắp hay sao? Có chăn kìa mà mùi sương xuống đó. Giọt tùm lum hết chứ. Cái đường này nó cũng giọt nữa. Kiểu như là sương xuống rồi đắp chăn cũng không có đủ để mà ấm cơ thể luôn hả? Đúng rồi, quý vị khán giả thấy dưới cái miếng cao su như vậy làm sao mà có thể kín được. Ở sau này anh Lộc che thêm một cái miếng lá đó ngăn cách gì cho nó đỡ đỡ hay sao? Che kiểu đó đừng cho gió nó tạt vô. Che tạm vậy đó. Bởi vì anh để chỗ giống như là cái gió đó, gió thổi là sẽ rất là lạnh. Tại vì nó không có kính á Lộc. Đó, rồi này anh tự làm cái gì lá này? Bà này đó đi mình cũng đi làm mướn rồi bà má ở nhà má mai rồi má buộc giùm cho giùm vậy. À mẹ cũng buộc giùm cho ha. Dạ. Rồi này bán không hai con ngỗng này? Hai con vịt hả? Hai con vịt này nuôi khoảng bao lâu rồi? Cỡ 2-3 tháng trời đó. 2-3 tháng rồi. Mà nó không đẻ không gì hết trơn. Vịt này là vịt mái hay là vịt trống mà đẻ? Vịt mái. Mà sao không đẻ? Nó không đẻ không gì hết trơn, nuôi nó vậy. Nó không đẻ không gì hết trơn. Thấy tính ra em thấy anh Lộc anh thích nuôi gà nhiều hơn hả anh Lộc? Gà nó dãi. Nuôi gà vịt là... nó ăn quá trời ăn vịt. Nuôi vịt là ăn quá, nuôi gà là dạ, trời dễ mình hơn. Chỉ mình ấy gọng cái bắt đầu mình mở ra cho nó đi ăn cái chiều mình nhốt lên lại. Dạ. Chứ vịt nó có đi ăn đi đâu đâu. Ăn ốc rồi bắt đầu kiếm lúa ăn không. Hay là nữa sau này làm nhà xong mình mua nhiều con vịt về đầu tư mình nuôi luôn được không? Kiểu như là nuôi chạy đồng luôn. Nuôi chạy đồng nuôi không nổi đâu. Mình ên mình không được nổi đâu. Theo anh suy nghĩ có thể nuôi cái gì là tốt nhất vừa có thể làm cho mình có thể duy trì được cái cuộc sống của mình. Nói chung gà được. Gà được hả? Mình đóng nhà sàn. Mình có mấy cái cây để sẵn hết trơn rồi. À. Chứ mình không có tiền á. Cái cây ở đâu? Cái cây ở dưới là mấy anh, cây của anh ta cho không đó. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi hả? Dạ. Vậy là trong ý tưởng của anh đã có hình dung ra anh sẽ nuôi gà hả? Dạ, nuôi gà mình giải, mình thả, người ta cắt lúa cắt gì rồi nên mình thả ra. À. Chứ nó ăn được, chứ vịt nuôi cực lắm, vịt nuôi không ấy đâu. Vậy là tính ra là anh Lộc anh có một cái ý tưởng cũng giống như chú Kỵ. Thì em cũng có từng đi giúp đỡ một hoàn cảnh của một người chú đó là chú Kỵ á. Thì chú Kỵ thì nuôi vịt với lại nuôi ngỗng thì không có được, mà chú nuôi gà thì nuôi rất là được. Dạ. Gà nó dãi, chứ vịt vô ăn vô chịu không nổi đâu. Anh có từng nuôi không sao anh biết như vậy? Trời em đó đi cũng đi giữ vịt mướn người ta đây đó, thôi mình cũng biết á. Cũng biết thuốc biết men cũng mình cũng biết thôi, mình chỉ mình học lốp vậy thôi. Dạ. Chứ mình biết thuốc đó nó hay mình để lại mình cắt lại. À. Bắt đầu mình đi có gì mình đi lấy cái đó mình đi mua hiệu đó vậy đó. À thì theo cái ý tưởng của anh vậy cũng tốt anh Lộc. Bây giờ thì sau này xong đi mình sẽ đầu tư nuôi gà cũng được, mà mình bắt và mình mua cái loại gà mà nhỏ hay là mua loại gà lớn về mình nuôi luôn? Gà cũng vừa cũng được. Dạ. Rồi bắt đầu mình đi kiếm mua thuốc gì lại, bắt đầu mình cho nó uống cho nó gì, mình dặn mình ngừa cho nó trước vậy đó. Dạ. Tính ra anh Lộc cũng có kinh nghiệm để trong chăn nuôi dữ hăng. Ha Lộc hăng. Đó mình kiếm cái mà thuốc người ta kiểu thuốc vịt thuốc gà vậy nè, bắt đầu người ta lại mình thấy vậy giữ cho người ta đó, bắt đầu người ta rồi mua thuốc đó bắt đầu mình lấy gói đó mình xếp mình để cắt lại, bắt đầu tới mình cần mình đem ra mình xài. Dạ. Thầy kêu nhu hịch lấy hiệu đó vậy đó. Dạ. Cũng quá hay đúng không anh Lộc, hay thiệt hăng. Dạ thôi thì hôm nay em cũng đến thăm anh Lộc á, thì cũng thông báo cho anh biết anh Lộc. Dạ. Tại là cũng được hơn 24 triệu cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình rồi đó hăng. Dạ. Với lại tiền cũng như là hiện tại đó là cũng còn Mạnh Thường Quân đang gửi nữa, thì em cũng đang đợi chờ thêm khi nào
mình xin phép bên xã này kia ok hết á, mình bắt đầu mình làm ha. Dạ. Thì bây giờ là hôm nay cũng đã ổn định tinh thần rồi đúng không? Dạ, ổn định tinh thần. Bây giờ là không còn suy nghĩ buồn nữa rồi. Không. Đúng không? Dạ. Nhưng mà bữa em xuống là thấy anh buồn đến nỗi mà anh hát luôn mà. Thật sự là bình thường á, kêu anh làm gì anh hát được hả? Không đâu. Nhưng mà bữa đó làm sao mà hát được hay vậy? Bữa đó cũng hát được rồi đó. Hả? Tại buồn quá. Tại buồn quá. Hát cho nó qua cái cơn. Dạ. Buồn. Nhưng mà anh Lộc anh thấy có phải là giống như mà từ lúc mà cha dượng anh với lại người con của cha dượng anh xua đuổi anh như vậy đó, thì chắc có lẽ là anh muốn tâm sự với ai cũng không có luôn đúng không? Không có tâm sự ai được. Là cũng như là mình cũng muốn là chia sẻ cho ai đó cũng không có chia sẻ với được hết trơn đúng không? Dạ. Chứ mà nói chung là ai cũng nói cũng đúng hết trơn. Chứ không ai nói sai hết. Dạ. Chứ chỉ mình là sai thôi, chứ người ta nói đúng hết. Tất dạ. cả là người ta đúng, còn chỉ mình là sai thôi. Nhưng mà thật sự là cái duyên mà biết đến hoàn cảnh của anh đó Lộc. Dạ. Thì cũng nhờ anh Tình. Anh Tình cũng như là khi mà có là một người cô á, có giới thiệu đến hoàn cảnh của ba mẹ anh á. Dạ. Thì anh Tình xuống với lại cùng với em. Dạ. Và lúc đó em cũng không nghĩ là xuống có thể là quay anh nữa, không biết nữa. Dạ. Rồi tự nhiên cái vô tình là anh Tình đi xuống đây nói là ủa đây là ai nuôi quạch hay gì đó. Dạ. Nhưng mà thực tế thì qua thấy cái giường ngủ với lại cái mùng của ai bỏ ở đây. Dạ. Sau đó mới hỏi anh. Dạ. Đúng không? Anh còn nhớ không? Dạ. À, hỏi anh rồi bắt đầu với anh nói là anh sống ở đây. Dạ. Rồi cho nên thì mấy anh em mới có một cái đặt cái vấn đề là tại sao anh lại ngủ ở trong chuồng quạch như vậy, đâu có nuôi quạch nhiều đâu mà tại sao anh phải ngủ ở đây. Dạ. Rồi sau đó mới hỏi ra, quay anh hỏi anh á, rồi anh mới kể ra cái câu chuyện mà anh bị cha dượng cùng với em trai đẩy anh ra như vậy, thật sự rất là buồn. Dạ. Và vô tình cái video clip đó cũng được sự đồng cảm cũng rất là nhiều quý cô chú Mạnh Thường Quân và quý cô chú khán giả trong và ngoài nước quan tâm đến rất là nhiều đến anh á. Dạ. Thì mới có cái câu chuyện ngày hôm nay đến hiện tại bây giờ đó anh Lộc. Dạ. Thật sự anh chắc cũng rất là có phước á Lộc. Dạ. Ha. Dạ. Ai cũng cảm ơn cũng mấy anh với chị ha. Dạ. Chứ mình cũng không có cái gì trơn vậy, được cất nhà vậy cũng cảm ơn. Dạ. Nói chung thì bây giờ cái kinh phí là chắc chắn sẽ đủ làm một cái nhà nho nhỏ cho mình rồi. Dạ. Thì quan trọng cái bây giờ là đợi làm xã rồi thêm nữa về Mạnh Thường Quân gửi về cho đủ là ok rồi ha. Dạ. Thôi thì xin phép anh Lộc về vô trong đi. Dạ. Thì hôm nay thì em cũng xuống rồi thăm anh. Dạ. Và ghi hình ảnh như vậy để chia sẻ cho anh ha. Dạ. Cố gắng lên. Rồi ở đây thì cái nền đất của mình á, thì khi mà nước lên là nó có ngập không anh Lộc? Ngập á, nước bữa nay lên nó ngập á. Ngập tới đâu? Ngập con Dũng này nè. Rồi bây giờ nếu như mà nữa làm nhà thì làm sao mà cái nền mình nâng lên được đây? Này chắc đi kiếm đào mấy cọc đó, dục cho nó vô lại xin chú ba. Chứ mình cũng trễ lành này mình cũng không biết sao. Bây giờ cũng ở đây cũng không có đất nữa, rồi dục có mà xịn á, mình dục vô thì nó lâu lắm nó không đúng có rồi. Khô kịp á. Nhưng mà quan trọng là vận chuyển cát á, là nó cũng rất là xa. Thì chuyển thì mình cũng nói chung mình chuyển được. Được. Hôm nay thì em cũng đến đây thăm anh Lộc bao nhiêu thôi. Thì một xíu nữa anh Lộc cũng tiếp tục đi đặt chuột ha anh Lộc ha. Dạ. Thì thôi hy vọng mai sẽ được thêm chuột nhiều để anh đi bán có thêm thu nhập. Dạ. Dạ. Thôi thì em xin phép em về. Cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Dạ. Thì hôm nay cũng đến thông báo anh. Dạ. Thông tin bao nhiêu thôi. Dạ. Ha. Rồi bây giờ cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi video này của Hoàng Trung TV. Thì cô chú anh chị vui lòng đăng ký kênh cũng như chia sẻ để ủng hộ cho Hoàng Trung TV tiếp tục ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt khán giả đây. Bye bye. Tạm biệt khán giả ha. Tạm biệt. Dạ. Yeah.